Xin chào các bạn. Học tiếng Anh thương mại, ra trường làm nghề gì sẽ có mức lương cao? Mình học khóa 47, khoa tiếng Anh thương mại trường Đại học Ngoại thương, tức là mình đã ra trường cách đây khoảng hơn 12 năm rồi. Hiện tại thì mình đang làm sales, làm mảng kinh doanh về bên công nghệ. Có nhiều người hỏi mình là wow, đi học tiếng Anh thương mại mà hiện tại thì lại đi làm sales mảng công nghệ, vậy thì có đúng chuyên ngành hay không? Theo mình thấy, đối với cá nhân mình thì việc có đúng chuyên ngành hay không nó không quan trọng bằng việc mình có đam mê, mình có yêu thích cái công việc mình đang làm hay không. Mình cũng có một số bạn học cùng khoa tiếng Anh thương mại với mình. Hiện tại các bạn ấy làm những công việc nó rất không liên quan tới những gì mà các bạn ấy học ở tại trường. Ví dụ mình có bạn học cùng khoa tiếng Anh thương mại với mình, hiện tại thì lại đang làm trong cái mảng lĩnh vực nghề cưới, ngành cưới, đi trang trí cho sự kiện, trang trí ngành cưới. Hay như là mình cũng có một số bạn hiện tại thì làm bên nhân sự này, hay một số bạn làm bên mảng marketing. Vậy thì những cái công việc đó nó có liên quan gì cho với cái việc học tiếng Anh thương mại hay không? Hay là mình cũng biết một số bạn học đại học bách khoa, khoa cơ điện tử, nhưng hiện tại lại đang đi làm mảng du lịch cơ. Thì các bạn sẽ thấy là nó có rất rất nhiều những cái biến hóa khác nhau về những cái ngành nghề sau này mình đi ra trường mình đi làm, nó rất là khác so với những gì mà mình học thực tế trên trường. Cách đây nhiều năm khi mà mình vẫn còn đang là sinh viên đại học á, thời điểm mà trước khi tốt nghiệp, mình cũng đã từng nghĩ rất rất nhiều những công việc khác nhau mà mình sẽ làm sau khi tốt nghiệp. Ban đầu thì mình cũng đi làm gia sư, rồi mình đi dạy trung tâm tiếng Anh, và mình cũng đã nghĩ rằng là sau này ra trường là mình cũng có thể sẽ làm giáo viên dạy tiếng Anh, lương cũng khá là cao. Đặc biệt là khi mà các bạn đi dạy trung tâm tiếng Anh ấy, họ sẽ tính theo giờ, tính theo buổi. Thời điểm đó cách đây 12 năm lương rất là cao. Mình cũng đã từng nghĩ mình sau khi ra trường mình sẽ đi làm phiên dịch, đi làm phiên dịch để được đi du lịch nước ngoài, để được đi công tác nhiều nơi, và mức lương thì cũng khá là cao. Mình nhớ khi mà vẫn còn là sinh viên ấy, mình cũng đã nhiều lần đi làm phiên dịch, gọi là làm phiên dịch dạng freelance. Có một lần mình nhớ là chỉ trong một tiếng thôi mình được 2 triệu Việt Nam đồng trong một tiếng mình đi dịch. Mà thời điểm cách đây 12 năm thì 2 triệu nó rất là lớn. Hoặc mình cũng đã từng nghĩ sau khi tốt nghiệp ra trường mình sẽ làm nhân viên xuất nhập khẩu. Bởi vì các bạn biết đấy, là học ngoại thương thì có rất nhiều người làm mảng xuất nhập khẩu, bởi vì nó liên quan tới quốc tế, yếu tố quốc tế. Và mình cũng có một người chị bạn của học cùng khoa với mình, chị đấy cũng cùng học ngoại thương, học khoa kinh tế đối ngoại. Sau khi ra trường chị đấy làm bên xuất nhập khẩu và chỉ làm một vài năm thôi đã một nhà Hà Nội, thì mình nghĩ vào bên này có thể là cái mức lương cao, cho mình nghĩ là mình đã làm về cái mảng xuất nhập khẩu. Sau đó thì khi mà tốt nghiệp mình cũng đã từng đi thử làm bên nhân sự, vì mình hồi đó mình nhớ mình làm trắc nghiệm, mình nghĩ là mình hợp tính cách với nhân sự, mình làm nhân sự, và đó cũng là cái khóa luận của mình tốt nghiệp, mình cũng làm về mảng nhân sự. Sau khi tốt nghiệp mình đi làm khoảng 1 hay 2 tháng và mình nhận thấy là mình không phù hợp với công việc này, rồi mình đổi. Sau đó là mình lại đi làm về bên marketing. Mình làm marketing được một vài năm, sau đó mình lại chuyển sang sale. Và trong thời điểm đó mà lúc mà mới tốt nghiệp ra trường, mình không bao giờ nghĩ là mình sẽ làm sale nhé. Bởi vì thời điểm đó mình luôn nghĩ là những ai mà đi làm sale là những người không tìm được việc, những người thất nghiệp mới đi làm sale, mới đi làm nhân viên kinh doanh. Nhưng mình đã rất là nhầm. Sau khi mà làm marketing được khoảng tầm hơn 3 năm, gần 4 năm thì mình nhảy sang làm sale, và mình đã bắt đầu làm sale từ đó đến tận bây giờ. Hiện tại cũng đã được gần 10 năm mình làm sale rồi. Những cái công việc mà mình kể ra đấy, các bạn thấy là nó có liên quan tới cái ngành tiếng Anh thương mại hay không? Hay nó có đúng chuyên ngành với tiếng Anh thương mại hay không? Theo mình thấy nhá, sau khi nhiều năm tốt nghiệp ra trường thì mình thấy là học cái chuyên ngành gì ở trường đại học nó không quá là quan trọng đâu các bạn ạ. Ngày trước mình đã rất mong muốn là mình đỗ ngoại thương và đỗ cái khoa kinh tế đối ngoại cơ, vì đó là cái khoa hot nhất của đại học ngoại thương cách đây nhiều năm. Tuy nhiên là vì thời điểm đó là mình sợ không đủ điểm, cho nên là mình đã đăng ký khoa tiếng Anh thương mại. Và sau đó thì mình thấy là học, dù là học tiếng Anh thương mại, kinh tế đối ngoại, hay là bất cứ cái chuyên ngành quản trị kinh doanh hay tài chính ngân hàng nào đi chăng nữa, thì sau khi mà tốt nghiệp ra trường thì mình thấy là các bạn cũng làm đá xéo rồi các cái ngành nghề khác nhau. Cho nên mình thấy là cái ngành nghề, cái khóa nó không thực sự là quá quan trọng đâu các bạn ạ. Đặc biệt là thời điểm hiện tại thì có rất rất nhiều các cái trang tự học khác nhau, và mình hoàn toàn có thể học được những cái chuyên ngành, những cái major mà mình học được online, học được free, thì nó cũng sẽ bổ trợ thêm kiến thức cho mình. Cho nên mình thấy là không quá quan trọng là học cái chuyên ngành nào. Cái quan trọng là mình sẽ cần có cái thời gian sau khi tốt nghiệp ra trường, hoặc thậm chí là cả đang học, mình sẽ phải biết được cái mình thực sự là mình yêu thích công việc nào và mình phù hợp với nhóm cái ngành nghề nào. Thì cái đấy mình nghĩ nó mới là quan trọng. Và mình thấy là học tiếng thương mại nó gần như là cho bạn một cái foundation để bạn có thể làm được bất cứ các cái ngành nghề công việc nào. Vì tiếng Anh thương mại các bạn sẽ có cái nguồn thông tin, nguồn cái kiến thức về kỹ năng tiếng Anh.
Và thứ hai nữa là các bạn cũng sẽ có một chút cái basic knowledge, tức là những kiến thức cơ bản về bên kinh tế, về economics hay về business. Cho nên mình nghĩ là học tiếng thương mại nó là cái chuyên ngành mà có thể mở rộng cho các bạn rất rất nhiều các cái ngành nghề khác nhau. Có một số người hiện tại nói với mình là wow, bây giờ là công nghệ AI rồi Gen AI đang phát triển rất là rầm rộ, vậy thì học tiếng Anh thương mại nó có thật sự là cần thiết hay không? Có nên có cái chuyên ngành tiếng thương mại hay không? Hay là có nên có chuyên ngành tiếng Anh hay không? Thì theo mình thấy cái khái niệm về cái Gen AI nó sẽ có hai phần. Một phần là replicable, với thứ hai là complementary, tức là về những cái nhóm ngành mà có thể bị thay thế, replicable. Và thứ hai là bổ trợ, tức là Gen AI nó có thể bổ trợ. Thì theo mình thấy ví dụ những công việc dịch thuật bây giờ thì hoàn toàn có thể bị thay thế với công nghệ rồi các bạn ạ. Ví dụ như bây giờ có rất nhiều các cái phần mềm mà có thể dịch thuật, và họ đã có những cải tiến rất nhiều và dịch rất là natural, tức là dịch rất là sát với nghĩa thực luôn. Tuy nhiên mình thấy là nếu mà trong cái môi trường đi làm việc chuyên nghiệp ý, thì nó vẫn sẽ cần những cái bộ óc của con người. Ví dụ như các bạn dịch hợp đồng chẳng hạn, các bạn sẽ không thể là cho máy móc các bạn dịch được, mà vẫn sẽ cần phải có con người. Hay là ví dụ như là kể cả biên phiên dịch, đi phiên dịch như vậy cũng sẽ cần có, đặc biệt là những buổi đi thương thảo hợp đồng hay là những buổi đi gặp đối tác quan trọng thì chắc chắn là sẽ phải cần human. Cho nên mình nghĩ là Gen AI nó sẽ là cái phần complementary trong trường hợp đó. Mình thì theo quan niệm của mình thì vẫn nghĩ là cái khoa tiếng Anh thương mại vẫn sẽ là một trong những cái khoa mà sinh viên cũng có thể là học. Tuy nhiên là hiện tại là cái các cái chuyên ngành khi mà mình đi làm các ngành nghề khác nhau thì đòi hỏi một cái người nhân viên sẽ cần phải có kiến thức về rất nhiều mảng khác nhau. Cho nên nếu mà chỉ có cái tiếng Anh không thì mình nghĩ là chưa đủ, bao giờ cũng sẽ cần thêm là các cái chuyên ngành khác nhau, ví dụ marketing, kế toán, nhân sự, tài chính, ngân hàng, vân vân. Thì những cái đó là khi mà các bạn học chuyên ngành tiếng Anh thương mại, các bạn hoàn toàn vẫn có thể tự chủ động học được trên các cái trang LinkedIn này, Coursera hay rất nhiều các cái trang học free khác nhau nữa, để các bạn bổ trợ thêm kiến thức và làm sao khi mà đi ra trường tốt nghiệp là mình vẫn có thể đảm bảo được các cái công việc mình cần làm. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ thêm một số ví dụ như là học tiếng Anh thương mại là sẽ học những cái ngành gì này, rồi có nên học tiếng Anh thương mại hay không, học tiếng Anh thương mại ở đâu, và những cái công việc ngành nghề nào của cái chuyên ngành tiếng thương mại thì sẽ có cái mức lương cao. Thứ nhất đó là học tiếng Anh thương mại thì học những cái gì. Mình thấy là nó là sự kết hợp giữa ngôn ngữ tiếng Anh và thêm một phần của về business nữa. Ví dụ như là mình ngày trước mình học tiếng thương mại tại Đại học Ngoại thương Hà Nội thì mình thấy là nó cũng có các cái môn về kỹ năng tiếng Anh, ví dụ có speaking, có reading, có interpretation, có writing, reading vân vân. Tức là cũng sẽ có hết tất cả những cái kỹ năng, và những cái này là các bạn học từ năm nhất đến năm ba các bạn. Sau đó là từ năm thứ hai trở đi là họ cũng sẽ có các cái môn chuyên về business, ví dụ như là về international business hoặc là international economics. Đó là những cái môn mà nó sẽ đi để cung cấp thêm cho các bạn về những cái basic knowledge của về phần business. Ngoài ra vì mình học ngoại thương cho nên mình cũng học những cái môn chuyên ngành chung của Đại học Ngoại thương, ví dụ như là thanh toán quốc tế này, vận chuyển quốc tế, thì đó cũng sẽ là kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô. Đó là một số những cái môn chung mà học Đại học Ngoại thương là họ cũng sẽ dạy. Cho nên là mình thấy là về cơ bản là nó cũng sẽ có sự kết hợp giữa ngôn ngữ tiếng Anh và một chút về kinh tế. Cho nên mình nghĩ là đối với tiếng Anh thương mại nó sẽ có lợi thế hơn một chút so với những các bạn mà chỉ học ngôn ngữ tiếng Anh, vì là ở trường họ cũng sẽ đào tạo và dạy cho các bạn những cái phần basic knowledge về cái phần business là như vậy. Thứ hai đó là học tiếng Anh thương mại học ở đâu. Theo mình thấy thì có rất rất nhiều trường hiện tại là họ có cái chuyên ngành tiếng Anh thương mại, ví dụ Đại học Ngoại thương này, Đại học Thương mại, Đại học Kinh tế Quốc dân, hay là có rất nhiều các trường đại học khác nhau là hoàn toàn có thể đăng ký cái khoa tiếng Anh thương mại này được. Vậy thì học tiếng Anh thương mại ra trường sẽ làm gì, làm những công việc gì để có mức lương cao? Theo mình thấy học tiếng thương mại thì một trong những công việc mà phổ biến mà cũng có khá nhiều bạn của mình ra trường làm, đó là làm nghề biên phiên dịch. Thì mình thấy nha, hiện tại thì mình thấy biên phiên dịch nó cũng rất là phổ biến rồi, bởi vì cái phần English language hiện tại là nó cũng đang được khá là phổ cập, đặc biệt là có rất nhiều các cái trung tâm họ dạy IELTS hoặc là các cái trường đại học hiện tại đã lấy cái tiếng Anh làm cái chuẩn đầu vào rồi. Cho nên mình thấy là biên phiên dịch, nếu mà chỉ biên phiên dịch không thì cái cơ hội để các bạn cạnh tranh nó sẽ rất là thấp. Tuy nhiên nếu mà các bạn đi một cái ngách sâu ở trong biên phiên dịch, ví dụ như mình biết là có người mà chuyên về dịch cabin ấy, tức là dịch song song, dịch cabin, thì đó là một cái ngách mà mức lương rất là cao. Theo mình biết, ngày trước cách đây 2-3 năm mình có thuê một cái dịch song song, dịch cabin cho một cái sự kiện của công ty mình, một tiếng các bạn biết không, tầm hơn 200 đô một tiếng, mà cách đây vài năm rồi. Tuy nhiên để được đạt được cái mức này thì nó cũng rất là cần nhiều sự practice cũng như là hard working, sự đánh đổi rất là nhiều, bởi vì dịch cabin nó sẽ cần cái kỹ năng rất là cao
kỹ năng nhiều và trau dồi cũng như là thực hành rất là nhiều. Mới ra trường thì mình nghĩ là rất ít bạn có thể dịch cabin được ngay đâu, mà các bạn sẽ mất một vài năm để các bạn trau dồi cũng như là để practice. Nhưng nếu mà các bạn đi theo cái ngách đó và các bạn thực sự là đi chuyên sâu và các bạn thành thạo thì nó sẽ là cái ngành mà các bạn có cái mức lương rất là cao, 200 đô một giờ, tức là khoảng tầm hơn 4 triệu cho một giờ các bạn đi dịch. Ví dụ một ngày các bạn dịch độ 4 tiếng đi thì một ngày các bạn đã kiếm được hơn 16 triệu rồi, thì các bạn thấy sẽ mức lương rất là cao đúng không? Với ngành thứ hai mình thấy cũng khá là phổ biến, cũng có một vài bạn của mình sau khi tốt nghiệp ra trường các bạn đấy mở trung tâm dạy tiếng Anh, thì đấy cũng sẽ là một cái ngành mà mình thấy một số bạn đi học theo cái chuyên ngành tiếng thương mại là họ theo cái ngành đó, tức là một là họ đi mở trung tâm dạy tiếng Anh. Đặc biệt như các bạn biết là bây giờ có rất nhiều trường đại học họ yêu cầu cái IELTS là cái chuẩn đầu vào trong trường đại học, cho nên là cái nhu cầu học nó rất là cao. Cho nên những bạn mà đi theo cái ngành này mình thấy là nó vẫn còn cái đường cơ hội phát triển khá là lớn. Hoặc một số bạn thì đi theo cái ngành đó là đi giảng dạy tiếng Anh tại các cái trường đại học hoặc là tại các cái trường cấp 3, cấp 1, cấp 2. Thì đối với bạn mà đi theo cái giảng dạy chuyên môn chính thống như vậy thì thường mình thấy là sẽ cần phải có thêm một số các cái chứng chỉ về bên giảng dạy nữa. Còn một số ngành mà mình thấy là tiếng Anh thương mại cũng khá nhiều bạn làm, đó liên quan tới marketing và truyền thông. Thì đây là một cái mảng mà thường ví dụ nếu mà làm việc cho những công ty nước ngoài á, thì đối với mảng marketing truyền thông là họ sẽ yêu cầu nhân viên là cần phải thành thạo rất lớn, rất nhiều về cái mặt tiếng Anh. Cho nên nó cũng sẽ là một cái lợi thế đối với sinh viên khoa tiếng Anh thương mại để làm trong cái ngành marketing và truyền thông này. Theo mình thấy thì cái mức lương mới ra trường của ngành này hiện tại nó đâu đó cũng tầm trên 10 triệu một tháng. Còn nếu mà các bạn mà có kinh nghiệm nhiều thì trên 20 triệu đến 30 triệu một tháng thì mình nghĩ là nó rất là khả thi. Cái này là mình đang nói tại thị trường Việt Nam nhé. Còn ví dụ một số bạn mà đi làm tại thị trường nước ngoài thì cái mức nó còn cao hơn rất rất là nhiều. Hoặc một số trường hợp mình thấy là họ còn đi làm về bên mảng nhân sự này, human resource này, thì mình thấy nó cũng sẽ là một cái ngành mà mảng tiếng Anh thương mại, chuyên ngành tiếng Anh thương mại các bạn hoàn toàn có thể làm được. Hoặc một cái phần như mình hiện tại mình đang làm, đó là mình làm bên sale. Thì sale thực ra các bạn cũng có thể làm sale bất động sản này, sale đi bán hàng B2B cho doanh nghiệp, hay là sale hiện tại mình đang làm là sale cho bán hàng cho các cái công ty công nghệ, tức là mình là tech sales. Thì đối với mảng tech sales này thì mình thấy là mức lương hiện tại trên thị trường nó cũng khá là competitive, tức là khá là cạnh tranh. Mức lương nếu mà các bạn mà làm tốt trong cái lĩnh vực này thì nó cũng khá là cao. Như mình ví dụ mình làm nước ngoài, đối với cái mặt sale mà các bạn có từ 5 năm kinh nghiệm trở lên làm trong tech sale ấy, thì một năm các bạn kiếm được khoảng tầm 3 đến 5 tỷ. Cái này là phải có kinh nghiệm và nó cũng phụ thuộc vào cái performance cũng như là doanh số, nhưng đấy là mình đang nói là cái mức là như vậy. Hoặc một số bạn sau khi tốt nghiệp các bạn có thể chọn hình thức đó là ra nước ngoài làm việc, vì các bạn đã có cái vốn tiếng Anh rồi ấy, nó cũng sẽ là một cái gọi là đòn bẩy để giúp các bạn khi mà ra nước ngoài làm việc thì cũng sẽ hỗ trợ các bạn khá là nhiều. Ví dụ như là có thể đi sang một số các quốc gia làm việc như sang Singapore này, sang Úc hoặc là sang một số các cái quốc gia khác mà họ cần tiếng Anh và các bạn thành thạo tiếng Anh thì các bạn hoàn toàn cũng có thể đi sang nước ngoài làm việc được. Thì đó là một số những cái ngành nghề mình thấy là khá là phổ biến mà học chuyên ngành tiếng Anh thương mại sau khi ra trường họ sẽ làm những công việc như thế nào. Đối với dựa vào cái kinh nghiệm cũng như là của bản thân mình thì mình thấy quan trọng nhất vẫn là mình xác định được mình thích gì và mình đam mê làm cái gì. Mình đã từng mất khá là nhiều năm để tìm ra được mình thực sự thích và phù hợp với công việc nào. Đầu tiên mình làm về bên nhân sự, làm được 1-2 tháng rồi mình nghỉ. Sau đó là mình cũng làm một cái phần việc rất là nhỏ khác cũng 1-2 tháng. Đợt đó là mình kiểu như là làm về cái phần bên admin ấy, nhưng mà cũng một thời gian ngắn thôi rồi mình nghỉ. Sau đó là mình làm marketing cũng được hơn 3 năm. Sau đó là mình có cơ hội là sang làm sale quốc tế. Sale quốc tế thì lúc đó là mình cũng gọi là tech challenge, tức là mình cũng chấp nhận là thử thách, đón thử thách mới, bởi vì cái mức lương ở bên sale đó, hồi đó là mình được offer cao hơn mức lương marketing rồi mình nhận thôi. Và sau đó là mình bắt đầu làm sale từ đó đến tận bây giờ. Hiện tại là mình cũng làm được hơn 9 năm, gần 10 năm rồi. Thì cái thời điểm mà mình chuyển sang sale, đó là cái thời điểm mà mình lúc đó là mình tốt nghiệp được khoảng 3 năm hơn. Thì mình nghĩ là các bạn cứ thử sức đi, không cần quan trọng trong những năm đầu tiên mới ra trường đâu. Quan trọng nhất vẫn là xác định được xem mình thực sự là cái công việc nào và mình muốn phát triển cái công việc nào, nó sẽ là cái career path cho mình sau này. Thì các bạn sẽ thấy là nếu mà các bạn làm một công việc các bạn không thích thì các bạn sẽ không thể có động lực làm việc được. Mà khi không có động lực làm việc thì nó sẽ cũng chỉ nhàn nhàng thôi và các bạn rất khó để đi lên. Tuy nhiên nếu như mà mình thực sự yêu thích công việc nào thì mình sẽ luôn luôn trau dồi, mình học hỏi để làm sao mình ngày càng mình phát triển được theo đúng cái career path mà mình đã lựa chọn. Thì đó là tổng quan về những thông tin mình chia sẻ liên quan tới chuyên ngành
tiếng Anh thương mại và các cái công việc sau khi tốt nghiệp ra trường là gì. Cái này là dựa vào cái góc nhìn cá nhân cũng như là kinh nghiệm của mình sau khi mà mình đã tốt nghiệp và đi làm được hơn 12 năm. Nếu như các bạn thấy các thông tin này hay bổ ích, các bạn hãy giúp mình like video này và đăng ký subscribe kênh YouTube Xê Dịch Singapore để ủng hộ thêm cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye for now.